Thưa quý vị, với thông điệp chạy về tuổi thơ, hai đơn vị đồng sáng lập giải là Công ty Cổ phần Xây dựng Comtechcon và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Lê Phong đã phối hợp cùng các sở ban ngành liên quan tạo nên giải marathon với những cung đường, những trải nghiệm thú vị lần đầu tiên được tổ chức tại Bình Dương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị đến với chân dung hai đơn vị tổ chức giải Comtechcon Lê Phong Bình Dương Half Marathon 2023. Được thành lập từ năm 2004 đến nay, Comtechcon đã tăng trưởng nhanh chóng cả về quy mô và uy tín trong việc cung cấp các dự án đẳng cấp quốc tế như khu dân cư, thương mại, khách sạn, cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Nhờ việc đầu tư vào các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng hiện đại và hệ thống quản lý chất lượng, Comtechcon nhanh chóng trở thành đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp từ vật liệu xây dựng cho đến các biện pháp thi công. Không chỉ chú trọng đầu tư, phát triển kinh doanh, mang về những công trình chất lượng, kiến tạo cuộc sống mới, Comtechcon còn xây dựng nhiều hoạt động thể thao ý nghĩa, góp phần xây dựng đời sống xanh cho cộng đồng. Vượt ra khuôn khổ của một giải chạy rèn luyện sức khỏe thông thường, Comtechcon Lê Phong Bình Dương Half Marathon 2023 trao tấm vé độc nhất để các vận động viên quay về thời thơ ấu với ý tưởng thú vị, chạy về tuổi thơ. Chúng tôi không có muốn đi cái lối mòn. Trong cái văn hóa kinh doanh của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng khuyến khích tạo ra những cái điều khác biệt. Và trong cái môi trường làm việc của chúng tôi, hoặc là cùng nhau đồng hành với các đối tác, thì chúng ta đều nói về những cái điều gì khác biệt. Chúng ta mang lại những giá trị khác biệt. Chúng ta không có lặp lại những cái câu chuyện của những cái người khác đã làm hay là như trước đó. Do đó chúng tôi bàn bạc suy nghĩ và chúng tôi nghĩ về điều gì, chúng tôi sẽ làm gì điều đấy. Và khi chúng tôi xác định rằng là cái giá trị của tuổi thơ, giá trị của cuộc sống, giá trị của động lực, giá trị của sức sống là quan trọng, thì chúng tôi bàn bạc cùng nhau hướng về mục đích đó để cho mọi câu chuyện đó xem như của sự khởi đầu. Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là cái sự trải nghiệm của các cái vận động viên. Quan trọng là những người vận động viên, người ta đến đây người ta chạy, người ta trải nghiệm, người ta kỳ vọng được điều gì. Đó là điều quan trọng nhất. Thành ra chúng tôi mong muốn rằng là cái những người vận động viên tham gia giải chạy này, người ta có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Bình Dương. Một trong những đối tác lớn của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Comtechcon và cùng chung ý tưởng kiến tạo nên những công trình chất lượng mang lại cuộc sống xanh bền vững cho cư dân, đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong. Với tâm huyết kiến tạo không gian sống lý tưởng cho khách hàng, Tập đoàn Lê Phong đã luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững dựa trên nền tảng pháp lý vững vàng, sản phẩm chất lượng. Những công trình của Tập đoàn Lê Phong đều nằm tại vị trí đắc địa, chất lượng phục vụ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của cư dân chú trọng không gian sống sang trọng, hiện đại và đẳng cấp. Tại sao Lê Phong với Comtechcon chọn Bình Dương? Bởi vì Bình Dương là một cái tỉnh đang rất là phát triển, năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Và con người Bình Dương thì rất thân thiện, mến khách. Nên là Lê Phong với lại Comtechcon muốn lan tỏa cái hình ảnh của Bình Dương, con người của Bình Dương và sự phát triển của Bình Dương cho tất cả các cộng đồng ở các tỉnh thành hội tụ về đây, cũng giống như là những cái người mà nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương cũng tham gia vào giải. Lê Phong muốn tạo đủ mọi điều kiện để cán bộ nhân viên cùng tham gia tất cả các hoạt động xã hội, trong đó có rèn luyện thể chất, thể dục thể thao. Phải có sức khỏe thì chúng ta mới có năng lượng, có sáng tạo trong công việc để hoàn thành những chỉ tiêu, những mục đích, những công việc mà tập đoàn giao cho ngày càng tốt hơn. Giải Comtechcon Lê Phong Bình Dương Half Marathon 2023 kỳ vọng sẽ vượt ra khuôn khổ của một giải chạy rèn luyện sức khỏe thông thường, cùng nhau chạy về tuổi thơ để nhìn lại những thành tựu đã đạt được, làm động lực để cùng nhau hướng đến tương lai phát triển bền vững hơn. Sự đồng hành tổ chức giải của hai doanh nghiệp Comtechcon và Lê Phong khẳng định sự gắn kết cộng đồng thông qua hoạt động thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân.